Sáng 14 tháng 10, thầy Lê Tấn Trọng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết đã mời gia đình và hai học sinh lên tổ chức quà Tết A Quang, giáo dục do xích mích trong học tập và một học sinh đưa clip lên mạng thôn hội cầu cứu giảng. Theo thầy Trọng, ngày 9 tháng 10, em N. V. Đờ học sinh lớp 10, phân công trực cờ đỏ tại trường. Trong lúc trực, N. V. Đờ ghi tên em Nguyễn Tờ. L. Học sinh lớp 11, vì vi phạm đi học muộn khiến Nguyễn Tờ. L. Bực tức và xảy ra mâu thuẫn với N. V. Đờ. Ảnh chụp màn hình clip N. V. Đờ lên mạng cầu cứu giảng. Sáng 10 tháng 10, N. V. Đờ có mặt ở cổng trường thị huyện Tờ. L. Có ý muốn tấn công N. V. Đờ nhưng chưa thực hiện. Đến trưa và chiều cùng ngày, N. V. Đờ thấy hai người lạ bịt mặt trước cổng trường nên nghĩ huyện Tờ. L. Gọi người tới tấn công mình nên lánh mặt. Đến trưa 11 tháng 10, N. V. Đờ có quay một clip dài hơn 2 phút có nội dung trực cờ đỏ có ghi tên người vi phạm và bị người vi phạm kêu người chặn tấn công. Bên cạnh đó còn đề nghị nhà trường, công an can thiệp bảo vệ để N. V. Đờ nối tiếp được đi học. Clip này được đăng A Quang trên kênh YouTube của người Nguyễn Tấn Vũ trú huyện Phú Thiện. Theo thầy Trọng, trước khi clip hình thành trên mạng thôn hội, nhà trường đã biết việc mâu thuẫn, xích mích giữa hai học sinh và mời cơ quan công an vào làm việc với những người liên quan. Qua làm việc, nhà trường xác định N. V. Đờ bị người khác đe dọa nhưng không báo cho gia đình, nhà trường. Khi được mời lên giáo dục, hai học sinh đã hứa không vi phạm, giảng hòa với nhau, phụ huynh của hai em cũng nhận lỗi sai của con mình và đề nghị nhà trường tạo điều khiếu nại cho các em nối tiếp học tập, rèn luyện.